Diễn viên Thương Tín bị đột quỵ nhập viện cấp cứu tối ngày 25 tháng 2, thu hút sự quan tâm của nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ. Tại bệnh viện nơi nam nghệ sĩ Thương Tín đang cấp cứu, các bác sĩ cho hay, Thương Tín đã tỉnh, đang được chăm sóc y tế để theo dõi thêm về tình trạng sau đột quỵ. Mẹ vợ của diễn viên biệt động Sài Gòn cũng đã có mặt ở bệnh viện cùng với con gái, bà cho biết là trước đó nam diễn viên Thương Tín đã bị bệnh nhưng khi từ sau Tết thì phát bệnh nặng hơn. Giờ ông chỉ mở mắt nói chuyện xíu, mệt rồi nằm lại. Ông tỉnh lại la đòi về vì sợ tốn tiền, giờ cuộc sống khó khăn nên cũng sợ lắm. Lúc Thương Tín được đưa tới đây, bệnh viện không làm giấy tờ được vì không có người nhà, tối qua gia đình ở Phan Rang nghe tin là chạy vô luôn. Hồi Tết, Thương Tín đã bị bệnh rồi, có những lúc đi vệ sinh không kiểm soát luôn. Gia đình cũng khó khăn, vợ con thì ở quê, thương tín sợ ở đây lỡ có chuyện gì cũng không có ai. Lúc đột quỵ may mà có những người ở nhà trọ đem vô đây, bà chia sẻ. Mẹ vợ Thương Tín kể thêm là trong thời gian một mình bươn trải ở Sài Gòn, nghệ sĩ Thương Tín nhiều lần bị ngã xe vì chân tay yếu. Ông chủ yếu đi diễn hát ở một số sự kiện kiếm thêm thu nhập làm được tiền, nam nghệ sĩ Thương Tín gửi về cho con gái dưới quê. Vì Thương Tín thương con nhỏ lắm, đi đóng phim có tiền, bạn bè cho cũng rảnh dụng rồi gửi về cho con. Khi hay tin, nhiều đồng nghiệp như nghệ sĩ Kim Cương, nghệ sĩ Hạnh Thúy đã có mặt tại bệnh viện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của diễn viên Thương Tín. Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy cho biết cô đã vào thăm nghệ sĩ Thương Tín. Sau khi bác sĩ kê thuốc gần 10 triệu đồng, cô đã giúp đàn anh tạm ứng. Hạnh Thúy nói thêm, hiện tại gia đình của Thương Tín khá khó khăn, việc tốn vài ba triệu một ngày để lo cho ông là điều không thể. Chính vì vậy mà nữ nghệ sĩ kêu gọi giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín. Cùng chung tay với các nghệ sĩ, tài tử Lý Hùng và em gái cũng đã gửi 20 triệu đồng giúp đỡ nam nghệ sĩ gạo cội Thương Tín. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cũng đứng ra kêu gọi giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín thông qua các mạnh thường quân mà bà quen biết. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi thì đã lập quỹ để kêu gọi hỗ trợ nghệ sĩ Thương Tín. Cô tiết lộ lý do giúp đỡ ông vì nghệ sĩ Thương Tín và tôi quen biết đã lâu. Hơn một năm qua, ông không có phim đóng nên ra cảnh khó khăn. Chính vì thế, nữ nghệ sĩ đã đứng ra kêu gọi và được hàng loạt sao Việt chung tay ủng hộ trong đó có các nghệ sĩ như là đạo diễn Đức Thịnh, diễn viên Trương Nam Thành, nhà thiết kế Võ Việt Trung. Hiện tại thì số tiền mà nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi quyên góp được đã lên đến 76,5 triệu đồng. Chị cho biết vào ngày hôm nay 27 tháng 2 sẽ mang đến trao cho gia đình của nghệ sĩ Thương Tín để lo viện phí ăn uống cho ông. Hiện tại thì vợ của nghệ sĩ Thương Tín đã vào viện chăm sóc. Chị kể là nhiều năm qua hai vợ chồng sống xa nhau vì hoàn cảnh khó khăn. Ông ở trọ ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, còn chị và con gái ở Phan Rang. Nhiều lần ông muốn đón vợ con vào thành phố Hồ Chí Minh để chăm sóc nhưng vì phòng trọ nhỏ khó lo đủ cho vợ con Nghệ sĩ thương tín sinh năm 1956, ông là cái tên nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam vào thập niên 1980-1990 Tên tuổi của nam tài tử gắn liền với các bộ phim như Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa, Săn bắt cướp Còn mong cho nghệ sĩ thương tín sẽ mau chóng khỏe lại Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của blog giải trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.